các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những nội dung chính sau đây. Phòng Cảnh sát cơ động tổng kết công tác huấn luyện năm 2018. Công an huyện Đức Trọng đề nghị truy tố 4 đối tượng cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản. Lâm Hà khởi tố vụ án tạm giam 3 tháng đối tượng cướp giật tài sản. Cuối chuyên mục là phóng sự, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên Bộ Công an luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ngày 9 tháng 4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Theo báo cáo, thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đã được tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được triển khai nhanh chóng, kịp thời, góp phần phòng ngừa, kiềm chế các vụ cháy nổ trên địa bàn. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2014-2018, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra hơn 300 vụ cháy nổ, làm chết 13 người, bị thương 18 người, thiệt hại về tài sản hơn 61 tỷ đồng và hơn 300 hecta rừng. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy của Lâm Đồng, đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nghiêm túc pháp luật về phòng cháy chữa cháy tăng cường thanh tra kiểm tra để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến nhân dân tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan tổ chức cá nhân nâng cao vai trò của cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy Tại Công an huyện Bảo Lâm, Phòng Cảnh sát Môi trường vừa tổ chức hội nghị giao ban hệ lực lượng cảnh sát môi trường trong toàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác quý 1 năm 2019, đồng thời đề ra kế hoạch công tác trong thời gian tiếp theo. Gần 50 đại biểu là lãnh đạo phụ trách, chỉ huy, cán bộ chỉ huy các đội nghiệp vụ thuộc hệ lực lượng cảnh sát môi trường trong tỉnh đã thảo luận về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Theo đó, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tập trung vào các lĩnh vực như vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xử lý chất thải, quản lý khai thác, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng. Hội nghị cũng đề ra kế hoạch trong thời gian tiếp theo là tiếp tục đấu tranh với các chuyên án gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trọng tâm là xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép, buôn bán lâm sản, hủy hoại rừng. Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác huấn luyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2019. Trong năm 2018, Phòng Cảnh sát cơ động đã tổ chức 3 giai đoạn huấn luyện có 307 cán bộ chiến sĩ tham gia với các nội dung chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, thiết bị, thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tham gia giảng dạy huấn luyện lớp công dân thực hiện nghĩa vụ có thời hạn trong Công an Nhân dân năm 2018 tại Công an tỉnh và tại Trạm giam Đại bền Bộ Công an. Nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2019 được đơn vị đề ra là làm tốt công tác huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng, cơ bản, thiết thực, vững chắc. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ngày 6 tháng 4, Công an thành phố Đà Lạt tổ chức dựng lại hiện trường vụ án Trần Minh Toan, 64 tuổi, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, phá khóa đột nhập phòng khách sạn trộm tài sản của du khách. Trước đó, ngày 4 tháng 4, Toan đón xe từ Kiên Giang lên thành phố Đà Lạt, rồi thuê phòng ở khách sạn LB, phường 4, thành phố Đà Lạt, để ở. Sau đó, Toan thuê xe gắn máy đi dạo quanh các khách sạn nhằm tìm kiếm cơ hội để ra tay. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 4, Toan đóng giả làm du khách thuê phòng, rồi đột nhập vào khách sạn Thanh Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt, để trộm cắp tài sản. Tại đây, Toan đã dùng các dụng cụ mang theo phá khóa cửa đột nhập vào một số phòng của khách sạn này và trộm được một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy. Khoảng 3 tiếng sau, Toan trở về khách sạn LB, thì bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt bắt giữ cùng tan vật. Chiều tối ngày 5 tháng 1 năm 2019, bà Hoàng Thị Toàn ở xã Tân Thanh, huyện Đức Trọng trình báo bị hai đối tượng đến uy hiếp và cưỡng đoạt của bà chiếc xe máy. Qua điều tra, công an huyện Đức Trọng xác định tháng 8 năm 2018, bà Toàn có vay tiệm cầm đồ Minh Huy ở xã Tân Hội do Nguyễn Minh Huy làm chủ số tiền 12 triệu 200 ngàn đồng với lãi suất 5 ngàn đồng trên 1 triệu trên 1 ngày. Đến đầu tháng 1 năm 2019, do không còn khả năng đóng lãi và tiền gốc đúng hẹn, chiều ngày 5 tháng 1, Nguyễn Hồng Phi, trú tại tỉnh Đắk Lắc, là người làm thuê cho Huy, gọi điện thoại cho bà Toàn đòi nợ và được bà này hẹn sáng hôm sau sẽ mang tiền đến trả. Không bằng lòng, Huy đã sai Phi và dàn ngọc trọng, mang theo một bình xịt hơi cay, một bình xịt sơn và một gậy ba chắc đến uy hiếp rồi xiết nợ xe máy của bà Toàn. Quá trình điều tra cũng xác định, từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, Huy cùng đồng bọn đã cho người dân trên địa bàn thực hiện 375 giao dịch vay tiền với số tiền gốc gần 2 tỷ 500 triệu đồng và đã thu lại trên 485 triệu đồng với lãi suất 182,5% trên một năm. Huy đã thuê Phi và Trọng làm nhiệm vụ chuyên đi đòi nợ. Võ Hoàng Vinh, trú tại tỉnh Sóc Trăng, quản lý sổ sách Ngày mùng 7 tháng 1, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, sau đó khởi tố và bắt tạm giam các bị can Huy, Phi, Trọng và Vinh về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Công an thành phố Bảo Lộc vừa thu hồi tan vật là chiếc xe máy cày do hai đối tượng Trần Quốc Tuấn, trú tại phường Lộc Châu và Nguyễn Thành Tiến, trú tại phường Bờ Lao, cùng ở thành phố Bảo Lộc lấy trộm trên địa bàn. Rạng sáng ngày 26 tháng 2, Tuấn và Tiến đã lấy trộm chiếc xe máy cày hiệu Vikino của gia đình anh Bùi Trung Chỉnh ở xã Lộc Châu đang để ở sau nhà, sau đó chạy đến bãi đất hoang cất giấu. Hôm sau tìm được người đồng ý mua chiếc máy cày với giá 26 triệu đồng là anh Lương Văn Luân ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Tuấn và Tiến đã thuê xe ô tô tải chở chiếc xe máy cày đến giao cho gia đình anh Luân. Điều tra từ tin báo của người bị hại, đến sáng ngày 21 tháng 3, Công an thành phố Bảo Lộc đã làm rõ Tuấn và Tiến là thủ phạm nên đã triệu tập về cơ quan để làm việc. Qua đấu tranh, Tuấn thừa nhận là chủ mưu của vụ trộm. Sau khi bán máy cày có tiền, Tuấn nướng hết vào số đề và mua ma túy đá để sử dụng. Được biết Tuấn là đối tượng có một tiền án 36 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Do quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook, năm 2018, Võ Văn Vương, 26 tuổi, trú tại xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Bảo Lộc, thuê nhà trọ ở và quan hệ tình cảm với chị C, trú tại thành phố Bảo Lộc. Thời gian này, Vương đã lén dùng điện thoại quay lại những clip nóng giữa Vương và chị C. Đầu năm 2019, thấy Vương hay khen tuôn và có lần đánh đập mình phải nhập viện, nên chị C chủ động nói lời chia tay. Năng nỉ nối lại tình cảm nhiều lần không được, ngày 19 tháng 3, Vương dùng tài khoản Zalo gửi một số clip nóng và tin nhắn đe dọa yêu cầu chị C phải quay lại với mình. Tuy nhiên chị C vẫn không đồng ý. Tối cùng ngày, Vương tiếp tục tạo một tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Kim Loan và tung các clip nóng giữa hai người lên mạng xã hội. Phát hiện sự việc chị C đã trình báo cơ quan công an và Vương đã bị bắt sau đó. Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Ngày 9 tháng 4, Công an huyện Lâm Hà đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Năng Mạnh Phi sinh năm 1996 tại xã Hoài Đất huyện Lâm Hà và Lý Ngọc Long sinh năm 2000 tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản. Trước đó, 21 giờ ngày 23 tháng 3, Phi và Long chạy xe máy hiệu Sirius mang biển kiểm soát 49P1 04775 đến đoạn đường gần ngã ba công ty Hoa Háp Phan, xã Phúc Thọ thì chặn xe của ba em học sinh trên đường đi học về. Hai đối tượng dùng dao và bình xịt hơi cay đe dọa ba em học sinh buộc phải đưa ba điện thoại gồm iPhone 5S, G4 và Oppo. Sau đó, Phi và Long lấy điện thoại iPhone 5S bán được 1,7 triệu đồng, còn hai cái để dùng. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Lâm Hà sang lọc đối tượng và truy Bắc Phi đang trên đường lẫn trốn, còn Long đang bỏ trốn. Qua đấu tranh, Phi khai nhận trong thời gian từ giữa tháng 2 năm 2019 đến khi bị bắt đã cùng Long thực hiện 5 vụ cướp và 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng. Khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 4, hai nhóm thanh thiếu niên hơn 10 người, cả nam và nữ, đang ngồi nhậu tại quán gọi mít trên vỉa hè đường Trường Phú, phường Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc, thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, trong lúc xô xác, anh Trần Viết Hoàng, 21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, bị quánh. Trong lúc xô xác, anh Trần Viết Hoàng, 21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, bị Quách Gia Như, 18 tuổi, ngụ tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, dùng dao đâm một nhát vào bụng. Sau khi bị đâm, anh Hoàng chạy được gần 100 mét vào một con hẻm trên đường Trần Phú thì gục ngã. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện 25 đồng cấp cứu, nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Gây án xong như cùng nhóm thanh thiếu niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an thành phố Bộ Lộc đã phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Đến 0 giờ ngày 6 tháng 4 đã bắt được Như tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Cơ quan công an cũng đã triệu tập làm việc số thanh thiếu niên trong cả hai nhóm để làm rõ vụ án. Thưa các đồng chí và các bạn, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên Bộ Công an được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 2010, đóng chân trên địa bàn huyện Đức Trọng. Với chức năng nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, Ngoài ra, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 thường xuyên phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong các dịp lễ Tết. Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới và có nhiệm vụ giúp Trung đoàn Cảnh sát cơ động tham mưu, hướng dẫn, tổ chức, thực hiện công tác vũ trang cơ động, tuần tra kiểm soát và chiến đấu kiểm soát kịp thời các vụ gây rối, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, tiểu đoàn còn có nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, tổ chức vũ trang, tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm phức tạp, các tuyến giao thông quan trọng, phòng chống đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ tết và các sự kiện chính trị văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thứ nhất là về cái công tác ứng trực, sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ, tăng cường cho công an địa phương trong cái những cái lễ, ngày hội, ngày lễ tết của địa phương cũng như là đảm bảo an toàn cho nhân dân và vui xuân đón Tết thì đơn vị tham gia phối hợp cùng với lực lượng công an tỉnh tuần tra kiểm soát tăng cường các lực lượng xuống địa phương các huyện để phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Cái thứ hai là về cái công tác huấn luyện học tập rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ phục vụ cho công tác gia quân và nhiệm vụ thì đối với đơn vị đó là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đấy. Chính vì vậy trong năm đơn vị dành 75% 70 đến 75% thời gian để tổ chức học tập huấn luyện rèn luyện cho cán bộ nhân sĩ. Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 hiện có 5 đại đội. Trong đó có đại đội đặc nhiệm. Đây là lực lượng cơ động phản ứng nhanh có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vất vả trong công tác huấn luyện cũng như sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nhưng không vì thế mà tập thể cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn số 3 lơ là công việc trên thao trường, luôn ấn trực 24 trên 24 giờ trong ngày, đảm bảo quân số, phương tiện, vũ khí sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh của cấp trên. Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý thì ban chấp hành Liên tri đoàn đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức các buổi tọa đàm, trước hết là để giáo dục về cái lý luận tư tưởng chính trị cho cán bộ đoàn viên, đồng thời với đó là tổ chức các cái hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo cái không khí thi đua sôi nổi trong toàn Liên tri đoàn và được cán bộ đoàn viên nhiệt tình ủng hộ tham gia. Từ đó cán bộ đoàn viên có tinh thần, tư tưởng thoải mái, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài việc thường trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ còn thường xuyên tập luyện, bảo trì, bảo dưỡng các loại phương tiện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu của cấp trên. Đơn vị luôn duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, canh gác bảo vệ đơn vị an toàn về mọi mặt. Bởi vậy, từ khi thành lập đến nay, đơn vị chưa để xảy ra một sơ suất nào dù chỉ là nhỏ nhất luôn tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ hoặc các hoạt động tình nguyện do Liên tri đoàn 3 phát động. Và bản thân tôi luôn chấp hành tốt các chế độ điều lệnh, nội vụ, các quy định của đơn vị. Hy vọng trong những năm tới, đơn vị luôn khắc phục mọi khó khăn gian khổ, cùng với lực lượng công an lâm đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn tình hình an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung, phục vụ đắc lực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên mảnh đất Tây Nguyên. Đến đây, chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt